Vào khoảng 9 giờ sáng nay, một đám cháy bất ngờ xảy ra tại quán karaoke Lakeside ở khu vực Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một phòng bên trong quán karaoke, sau đó nhanh chóng lan ra nhiều phòng khác, tạo nên cột khói cao hàng chục mét. Hàng chục xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy phải phá cửa kính và dùng xe chữa cháy có lăng giá điều khiển từ xa để phun nước từ trên cao xuống để dập lửa. Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy đang tiếp tục phun nước và tiếp cận vào bên trong. Đội cứu hộ cứu nạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, rất may không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa xác định được và chưa thống kê được thiệt hại.